Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và ok mọi người, thì hôm nay nó đã ra cái device pass mới rồi. Đó, và Hải Phòng thì không lòng vòng nha mọi người. Mình là người Hải Phòng cho nên là mình quyết định là mình sẽ mua cái bản thường của cái VIP pack này, của cái device pack ấy. Nếu bạn nào mà muốn mình mua cái bản VIP Elite nhá thì các bạn bấm like cho mình đi. Nếu clip này đạt được 2.000 like thì mình sẽ mua cái gói Elite, bởi vì nó rất là mắc. Gói thường đã 5 lít rồi, gói Elite tới tận 1 củ rưỡi cơ các bạn ơi. Đó, cho nên là nếu được thì mình sẽ sẵn sàng bỏ ra mình mua. Đấy, còn nếu như mà không được thì thôi nha mọi người nhá. Quân tử nhất ngôn. Đấy, lời nói là tứ mã nan truy luôn. Cho nên là không cần phải mặc cả đâu mọi người ạ. Chúng ta là nam tử Hán, đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất. Nếu đủ thì mua gói Elite, còn không thì thôi. Còn gói thường thì bắt buộc phải mua rồi. Bởi vì là với một người chơi Dragon City thì cái gói đấy là ngon. Nên là mình mua nha mọi người nhá. Đây là cái tàn dư của cái arena lần trước này. Trời ơi, lại được thêm một con Ai London nữa các bạn ạ. Đấy, cái tàn dư này là tàn dư của arena của lần trước. Bây giờ thì hôm nay nó sẽ có cái arena mới nhá. Tí mình sẽ vào mình check thì xem là arena lần này là arena gì. Lần trước mình chưa có leo được lên Master 3 đấy. Cho nên là mình nghĩ là nó sẽ cho mình ấy thôi. Nó sẽ cho mình ở trong một cái Dio test thôi. Ủa sao toàn mở ra Ai London vậy? Đấy là để ý mở toàn Ai London các bạn ạ. Éo thật đấy. Nói chưa, mình chưa có mua. Tí nữa mình mua ở trên điện thoại các bạn ạ. Bởi vì cái tài khoản Microsoft này là tài khoản của người em của mình. Mình mà mua ở trên đây là nó trừ tiền vào tài khoản ngân hàng của nó đấy. Nó chửi cho nhất cái người lên luôn đấy. Đây, kết thúc rank nha mọi người nhá. Đấy, chủ yếu là vào mở cho nó nhanh gọn lẹ này. Đây này, gói thường sẽ rơi tầm 500k. Còn gói VIP thì rơi tầm củ rưỡi nha mọi người nhá. Đó, con này thì là cái con cát 31. Mình không hiểu là nó đang bị lỗi hay gì, nhưng mà đang xem thông tin nó là cát 31 các bạn ạ. Ảo thật đấy, chưa biết đường nào mà lần đâu. Rồi, và đây để mình vào mình nhận quà các thứ đã. Mình xem là ui, rớt lần trước mình hạng 7 luôn này hả? Ghê vậy. Rớt lần trước mình hạng 7, 96 điểm này. Mấy người trên này điểm cũng khá là đều với nhau này. Thôi thì không bị hạng 10 là được. Cứ trong hạng để nhận đồ là được. Một cái pack đam và chắc là pack máu các bạn ạ. Đó, cái này thường là như thế mà. Quen rồi. Mình vừa mới trải qua cái thời điểm 5 giờ đấy các bạn. Cái game này cứ mỗi lần mà tới 5 giờ nó lại bị cái lỗi disconnect ấy, biết mà đúng không? Ủa? Mình vẫn được ở Master 1 này, Master ánh sáng. Rồi, chúng mày xong rồi. Cái dàn rồng xịn của tôi. Bây giờ mình phải làm cái đánh arena nhanh ấy các bạn. Để có gì tí nữa mình làm nhiệm vụ clan nữa. Lần trước là cái nhiệm vụ clan của mình đang là arena 2 ấy. Nên là mình chưa có ấy được, chưa có đánh được các bạn ạ. Shiba. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đánh xong cái trận này mình sẽ lên điện thoại mình mua nha. Đấy, đánh xong cái này mình lên điện thoại mình mua cái gói arena, à cái gói pack nhá. Mình thì mình mua trực tiếp luôn, mua trực tiếp ủng hộ nhà phát hành luôn. Mình không có mua qua tài khoản, mua không có nạp lậu hay là không nạp. Ủa đấy, lại bị lỗi các bạn không? Trời ơi là trời, game ơi là game, đừng có bị lỗi nữa. Đây, hiện tại là mình đã có mặt ở trên điện thoại nhá. Bây giờ thì lên điện thoại là cái gì cũng có giá này các bạn thấy không? Đó, cái gói vàng của cái gói Mastery Pass này là 399k nhá. Còn cái gói Platinum tới tận 1 củ 2 lận. Đặt lắm anh em ơi, nhưng mà người ta gọi là đắt thì sắt ra miếng. Để xem đây, xem quảng cáo thì vẫn nhận được mấy cái lượt đi nhá. Trời ơi, nhìn cũng khá là ngon đấy. Ủa, mình vừa claim bây giờ nó lại không cho claim lại này các bạn thấy không? Game này lỗi thì thôi luôn đấy. Rồi, để mình nhận ở trên điện thoại luôn nào. Mở xem nó có gì nào. Pack dam này. Ủa vậy cái sau có phải pack máu không vậy? Đúng rồi, vậy là không có gì khác bọt nhá. Đó, vẫn mở mấy cái này đây nhá. Đấy, nói chung là nếu như cái clip này mà đạt được 2k like thì mình sẽ mua gói pass Elite. Còn tạm thời thì mình sẽ mua cái pass thường nhá các bạn. Trời ơi, pass này nó chỉ kéo dài trong vòng 13 ngày thôi các bạn ạ. Đấy, chỉ kéo dài trong 13 ngày thôi. Và nếu các bạn mua cái premium bình thường đấy thì nó rơi tầm 5 lít. Nếu các bạn mua gói Elite thì rơi vào củ rưỡi.
Ui 5 lít rưỡi đấy các bạn ạ, tính cả thuế nữa. Rồi giờ mình xúc nha. À xí ba. Yo yo. Bạn đã hoàn tất cài đặt. Oh my god. Tạm biệt 5 lít. Rồi. Mình đã mở khóa thành công nha mọi người nhá. Ui giời ơi. Đấy thì quân tử nhất ngôn không nói hai lời. Nếu như clip này mà đạt được con số đó là 2.000 like thì mình sẽ mua gói Elite nhá. Bởi vì là mua gói Elite thì nó cũng thực ra cũng chả có gì ngon đâu, ngoài cái skin thôi, với lại 300 mảnh của con này thôi. Cái skin thì thực ra mình cũng không ham lắm, bởi vì là thường thì mình hay cày skin ở trong trong đây cơ các bạn ơi. Đây thường thì mình hay cày để mình lấy cái skin ở trong đây là chính, chứ mình không có cày lấy skin ở kia. Đó, cái quả skin đẳng cấp đây này. Thực ra này với nhiều bạn thì quả skin này nó không ngon mà cái skin mua thẳng. Nhưng mà cái skin đấy thì nó là cái skin đau thận, nên là cũng hên xui. Vui thì có, không vui thì chịu ấy mọi người ạ. Đó thì, thôi chơi lỡ rồi chơi ở trên điện thoại luôn ha. Chơi trên điện thoại cho anh em quay luôn. Đây điện thoại thì nó hiện cái giá của mỗi món đấy. Tính cả thuế nó là đâu đó tầm có 5 lít rưỡi thôi ấy mà. Trời đất ơi. Sờ xuống là mất một bên thận rồi các bạn ơi. Quả này gọi là khô máu là có thật luôn đấy các bạn ạ. Đầu tháng là tiền điện tiền nước cũng đang hơi nghèo khổ. Ai ngờ nó ra cái đòn này ngay đầu tháng luôn. Ê mới đau chứ. Mà thôi vì một cái sự nghiệp gọi là cày cuốc, cày chay, tay nạp thẻ của mình thì mình sẽ gọi là sụp luân như còn cái gì nữa, đúng không anh em? Đấy nhân tiện thì phải vào đánh nhiệm vụ clan nhá. Bởi vì các bạn nhìn thế này, hiện tại thì clan của mình yêu cầu mỗi người là 6k điểm, nhưng mà mình mới được có 4k thôi. Cho nên là mình lại tiếp tục phải đánh. Bởi vì là lần trước là mình đang ở cái arena 2 ấy, mình không có cho rồng vào được, nên là bây giờ mình phải cho mấy con rồng xịn của mình vào để băm nhá mọi người nhá. Đấy, cho mấy con rồng xịn vào băm. Nhưng mà tiếng nó hơi bự đúng không? Thế thì mình sẽ mở tiếng nó bé bé lại tí. Đó, bạn thấy không? Cho các bạn xem. Không biết là quay trên điện thoại nhìn nó hơi ấy nhá các bạn nhá. Nhìn nó hơi tù. Nên là hy vọng là các bạn thông cảm. Tầm này thì bộ ba này của mình ra trận thì chắc là mình leo rank thì nó nhanh. Nhưng bắt buộc phải leo lên 6.000 điểm ấy. Không leo lên 6.000 điểm là không được. Đó, bắt buộc là phải leo lên nhá anh em. Mới vào được cái giường rồi. Mở. Nhưng mà tính ra là mua cái pass này cũng ngon đấy mọi người. Sở mới vào được 3 cái like. Ủa? Master ánh sáng mà lại là like totem à? Ủa sao lại gặp mấy thằng này nhìn cùi các bạn ta? Leo rank siêu dễ, siêu thần tốc à? Ngon nha. Wow. Cứ phải gọi là mướt mượt mượt luôn anh em. Ủa? Leo rank cực múp luôn các bạn ơi. Ngon. Ok ok. Ui. Ơ à, sao nó cho mình gặp mấy đứa cùi cùi vậy? Được thế nhở? Ủa như là nãy giờ gặp đúng thằng này không? Ủa kệ kệ, hình như là game đang lỗi. Tranh thủ leo thôi anh em. Game đang lỗi thì cứ tranh thủ mà leo thôi. Làm sao phải xoắn nhỉ? Như nãy giờ mình gặp thằng này 3 lần rồi sao ấy? Đã quá nhở. Tí nó ra cái lỗi not connecting nữa thì khắm luôn đấy các bạn ơi. Ơ lại gặp nó này. Thì tại sao chúng ta lại không đánh tiếp nhỉ? Ủa cứ gặp cái thằng player này. Ui game đang lỗi anh em ơi, tranh thủ tranh thủ. Tranh thủ. He he he. Tranh thủ đánh cái này đi, ngon ngon ngon. Ở đánh một nguyên một dàn mà chỉ gặp mỗi thằng này thôi thì leo rank cứ gọi là thần tốc luôn các bạn. Đang có nhiệm vụ clan đấy, nhiệm vụ clan này khá là ngon đấy các bạn nhá. Nhiệm vụ clan này thì chúng ta sẽ ô lại gặp con này. Là chúng ta sẽ lấy cái con rồng rồng gì ta? Nhiệm vụ clan này là chúng ta sẽ lấy con rồng Heroic à? Lấy con rồng gì ta? Không phải con rồng Heroic mà là à lấy game. Trời ơi. Đang mải suy lại gặp thằng này tiếp này anh em. Thôi tranh thủ. Cái này có phải là gian lận không? Không, đây là cái này là do game chứ đâu cho mình đâu, nó mới lắc xong rồi. Rồi nó cho gặp mấy thằng này đánh một hồi tí được game nó kêu bạn đã gian lận và bạn sẽ bị ấy nhở. Chắc khóc luôn đấy, thật sự với anh em khóc luôn đấy. Không biết nói từ gì ngoài hai từ là tôi sẽ khóc luôn đấy. Rồi xong. Đánh xong một cái turn này chắc là cũng được cả 1000 điểm ấy. Ơ sao nó cứ cho gặp thằng này ấy nhở? Kệ không sao. Đây này, đang có nhiệm vụ lấy cấp 6 rồi bạn, là 105 gem khá là ngon đấy mọi người nhá. Hiện tại thì clan của mình full rồi, mình cũng được 5400 rồi. Một turn nữa thôi là đủ, chắc chắn là mình sẽ đủ rồi. Đấy, mấy ông nào mà không làm nhiệm vụ thì chịu khó làm đấy nhá. Không Kirito kích là tuyển người mới đấy. Dạo này clan đang làm việc rất là chặt chẽ, rất là khắt khe đấy nhá. Cho nên là bạn nào mà chưa làm nhiệm vụ thì chịu khó làm nhá. Rồi bây giờ vào bắt ma một cái. Beautiful, beautiful luôn anh em ơi. Ui,
Nhưng mà cái sự kiện bắt ma này chỉ có rồng ngon thôi, nhưng mấy con này không ngon. Ui, mà các bạn nhìn ở trên điện chơi trên điện thoại đấy, mấy cái hiệu ứng nó đẹp không các bạn? Này, nhìn hiệu ứng nó bay này. Còn ở trên mình chơi ở trên máy tính nó đâu có mấy hiệu ứng bay đâu. Trời ơi, đúng là chơi trên điện thoại khác. Quá đã luôn. Mình chơi trên điện thoại mình cảm giác nó đẹp hơn nhá. Cảm giác chơi trên điện thoại đẹp hơn là chơi trên máy tính nhá mọi người nhá. Chắc là tại chơi trên máy tính nhìn nó bự quá. Còn chơi trên điện thoại là mình nhìn thẳng vào điện thoại thôi, nhỏ nhỏ này. Đấy, nó cũng có hiệu ứng bay nữa. Ảo thật đấy nhỉ. Ui, được cái pick line thì tưởng cái gì cơ. Pick line thì không ngon nhá anh em nhá. Ok, hôm nay là ngày bắt ma. Mình nghĩ là sẽ là một ngày bắt ma hoàn hảo của mình á. Ui, ngon quá dở. Ngon nha. Rồi, ra ngay bãi cứt luôn. Bãi cả trưởng luôn. Bãi cứt chính hiệu ấy các bạn ạ. Rồi, được thêm hai cái này này. Ui, hôm nay bắt ma mượt thế nhở. Bữa nay cảm giác bắt ma khá là mượt nhá. Ui, nhưng mà kiểu đồ thì nó không ngon đấy các bạn. Đồ thì nó không ngon. Bắt ma mượt nhưng mà đồ ăn thì nó không ngon. Đấy, đồ ăn thì toàn trái cây với mảnh rồng thôi. Có cái pick thì lại là pick light thì sao mà ngon được. Ây, được một cái dương rồi nha. Một cái dương cũng khá là ngon này mọi người. Ây da, nhìn nó có vẻ bớt ngon lại tí đấy. Tiếp tục nào. Ui, mình vẫn hy vọng là clip này đạt được 2.000 like để mình có thể mua cái pick kia. Thực ra thì không phải là mình muốn ở chế độ nguyện thấp rồi. Mình không phải là mình muốn là mình phải mua cái pet kia đâu, mà mình muốn là cái nó sẽ được 2.000 like để mình lấy đề xuất lại cho kênh thôi các bạn ạ. Chứ không phải là mình muốn được 2.000 like để mình mua cái pet kia đâu. Ây à, dính ma rồi, thôi mình sẽ cho mình một cơ hội thôi nhá. Không sao, cho một cơ hội đi. Mình muốn cái kênh của mình nó lấy đề xuất đấy, cho nên là mình mới câu like. Nên là mình hy vọng là nếu bạn nào mà quý mình thì mọi người sẽ hiểu mà, đúng không? Còn các bạn không quý mình thì các bạn sẽ tìm mọi cách để các bạn nói xấu mình thôi. Nên là cũng không thành vấn đề đâu các bạn ạ. Tùy thôi. Ây, trời ơi, dính ma hai quả liên tục luôn. Thôi không sao, mình sẽ chơi lên màn 20 đi. Bởi vì là kiểu gì nó cũng sẽ có nhiệm vụ mà bắt bạn đi tới màn 20 đấy. Nên là thôi, đi tới màn 20 chúng ta sẽ bỏ chạy các bạn ạ. Màn 20 mà lấy được hai cục đá màu xanh nữa thì tuyệt vời luôn. Ui, 10 game rồi, xong, tạm biệt. Hơi lượn thôi anh em ạ. Thầy không biết là lời hay lỗ, nhưng mà chắc là cũng hơi lỗ một tí. Lỗ 5 game. Nhưng mà lời được cái dương. Cái dương này mà mở ra được 300 mảnh của con kia nữa thì lời được 2 mảnh các bạn ạ. Tính ra là không có lời lắm, nhưng mà thôi, có hơn không. Lông bông hơn không có. Đây này. Ui dồi, ui xô. Ngon chưa? Quan trọng là khi mà mở cái này ra đấy thì chúng ta sẽ có hai cái dương. Đó. Giới thiệu với các bạn nhá, đây là cái dương mới. Dương, ủa sao nó vẫn là War Chest vậy? Dương này phải là dương Spy Chest thì nhỉ? Game này nhá, lấy tiền của người ta 5 lít mà vậy nhá. Đây, hai dương Spy. Đầu tiên là dương Spy thường. Mình sẽ mở thử xem nào. Dương Spy thường đầu tiên nó ra cái gì đây? 72.000 trái cây, beautiful luôn. Và tiếp theo sẽ là dương Spy VIP nha các bạn. Dương này thì các bạn sẽ mở được 25 mảnh của con rồng 2 Spy mới này, cũng như là một thứ gì đó. Và đó là 25 orb của Heroic à. Hơi khắm nha. Rồi ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nhá. Ở trong clip này thì mình đã mua cái pass này rồi. Đấy, cái pass thường thôi. Còn nếu như clip này đạt được 2.000 like thì mình sẽ mua pass VIP. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu các bạn thấy hay đừng quên bấm like và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn với những clip tiếp theo của mình nha. Goodbye.